Hậu nhân của Từ Mã Ý vì sao bị đổ sát sạch sẽ? Từ Mã gia tộc đến cùng đã đắc tội với ai? Theo lịch sử Trung Hoa, Công nguyên từ năm 249, Từ Mã Ý lúc ấy đã 70 tuổi, dẫn theo 3.000 tử sĩ phát động chính biến Cao Bình Lăng, diệt sạch thế lực của trọng thần Tào Sảng. Lúc Hoàng đế Tào Phương 57 tuổi, từ đó trở thành một vị vua đơn độc biến thành một con rối, để gia tộc Từ Mã điều khiển thống trị thiên hạ. Có lẽ là từ mã ý cũng nhớ tới ân tình năm xưa của Tào Phi đối với mình, hoặc cũng có lẽ là muốn ổn định vững chắc thế lực sau khi soán vị. Gia tộc Từ Mã cũng không có vội vã thành lập Tân Triều thay thế, mà là dốc hết toàn lực để trấn an dòng họ Tào thị cùng các thế gia đại tộc mãi cho đến 17 năm sau cuộc chính biến, tức là vào công nguyên năm 266 Triều Tấn mới chính thức được tuyên bố thành lập. Từ Mã ý có lẽ cũng muốn giống như Tuần Thủy Hoàng muốn để hậu thế có thể tồn tại ba đời hoặc thậm chí vạn thế làm quân chủ, coi như không thể như thế, thì việc bản thân mình ưu đãi tổng tộc của Tào Thị cũng sẽ khiến những kẻ lên thay thế bắt trước theo. Nhưng một điều khiến cho Từ Ma Ý bất ngờ chính là những gì mà ông ta làm đã đắc tội một người, để con cháu đời sau khi triều tấn bị diệt vong đã bị tàn sát hầu như không còn. Có lẽ từ đầu đến cuối Từ Ma Ý đều không có chân chính để mắt đến Ngụy triều, do gia tộc Tào Thị gây dựng nên. Luận về lịch sử thì từ mã già so với tào gia còn muốn lâu đời hơn rất nhiều. Sớm nhất có thể truy đến tận thời đại thương triều, một gia tộc được truyền thừa lâu đời đến như vậy đã để từ mã già sinh ra một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh. Khi thành lập triều tấn, từ mã Gia cũng không cho là thứ mà mình thay thế đó là tào ngụy. Bọn họ luôn cảm thấy tào ngụy diệt vong là trừng phạt đúng tội. Dù sao tào tháo đã sử dụng biện pháp hiệp thiền tử giữ lệnh trừ hầu, tiếng xấu vang xa là điều mà mọi người đều biết. Mà hành vi của từ mã già chính là thay trời hành đạo. Bởi vì không có chút nào cảm giác tâm lý tội lỗi, khiến gia tộc từ mã có tác phong làm việc càng ngày càng phách lối. Người đời sau của từ mã ý đã kế thừa được giã tâm chiếm đoạt quyền lực của tổ tiên, nhưng lại không thể kế thừa được sự ẩn nhẫn hành sự cẩn trọng của tổ tiên. Từ mã già cho rằng, nếu Giang Sơn tổ tiên là dựa vào âm mưu quỷ kế để mà có được, như vậy thì vị trí hoàng đế liền không thể tuần theo tổng pháp chế lập mà là nên lập những người có khuynh hướng cường thế để lên làm vua. Công nguyên năm 280, Triều Tấn sau khi diệt đi Tôn Ngô, quân vương với đường lối cường bạo, suy nghĩ bắt đầu dã man sinh trưởng. Thang đến 11 năm sau, tức là công nguyên năm 291. Điều này đã dẫn đến Triều Tấn diệt vong. Trong lịch sử hình thành Tây Đồng Lưỡng Tấn, sự kiện bát vương tri loạn, trong đó hoàng tộc bị hậu thế xưng là đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc chính thức được phơi bày. Nguyên nhân gây ra sự kiện bắt vương trị loạn bắt nguồn từ việc triều tấn ngu ngốc, hoàng đế tấn huệ đế từ mã trung không để ý tới triều chính, hoặc là nói giữa tình huống không có năng lực quản lý triều chính, hoàng hậu giả nam phong tự tiện tham gia vào chính sự, khiến cho trong gia tộc từ mã các vị vương gia bất mãn dẫn đến kết quả này. loạn Bát vương bắt đầu từ việc đấu tranh quyền lực ở trong cung, tiến tới dẫn phát chiến tranh đẩy nhanh quá trình diệt vong của Tây Tấn. Trong thời gian này ở phương Bắc, những dân tộc thiểu số như Hùng Nô, Yết, Tiền Tỳ Khương. Từng các bộ tộc thừa dịp chính quyền Tây Hán đang náo loạn đã nhào nhào khởi binh thoát ly khỏi sự khống chế của triều đình. Cũng lần lượt thành lập chính quyền cát cứ vào ở Trung Nguyên. Về sau tấn thất di tộc tránh khỏi Trung Nguyên đến Giang Nam, thành lập Vương Triều, sử sừng Đồng Tấn. Vùng đất phương Bắc Trung Nguyên thì do một bộ phận người Hán tộc của các bộ tộc dù một cát cứ trước sau thành lập 16 quốc gia từ đó Trung Quốc tiến vào thời kỳ ngũ hồ thập lục quốc lại quay trở lại vấn đề chính khi nói đến tấn huệ đế từ mãi trung khả năng rất nhiều người đều không biết là ai nhưng một câu nói từng vang dội cổ kim đến ngày nay mà người người đều được biết đó là khi được bẩm tấu người dân không có gạo ăn bị chết đói ông ta liền nói sao không ăn thịt cháo Điều này cũng khiến vô số nhà sử học hoài nghi về trí tuệ của người này, càng làm cho tám vị vương gia của Tây Tấn lúc đó biểu thị bất mãn. Từ mãi trùng ngu ngốc lại thêm giả Nam Phong, khiến cho sự sự kiện bát vương trì loạn diễn ra 16 năm, đã khiến cho tình hình kinh tế xã hội ngày lúc đó bị phá hoại một cách nghiêm trọng. Cho đến khi nội loạn kết thúc, Tấn Hoài Đế từ Mã Sĩ đã lại một lần nữa gặp phải cục diện rối rắm vô phương cứu chữa. Bởi vì trùng nguyên nội loạn hung nổ ở xung quanh đã càng càng lớn mạnh, bạo phát ngũ hồ loạn hoa, kém chút khiến hắn tộc diệt vong. Sau ngũ hồ loạn hoa công nguyên năm 376, Tây Tấn kéo dài 51 năm, bởi vì Trường An thất thủ dẫn đến chính thức diệt vong. May mắn hoàng tộc từ Mã Duệ còn sống sót, vào năm sau đã ở tại kiến khang xưng đế, một lần nữa thành lập triều Tấn được hậu thế cùng các nhà sư học xưng là Đông Tấn, mà Đông Tấn một lần nữa thành lập cai quản đối với tiền hạ ở vào một loại trạng thái thống mà bất trị. Thời điểm đó có các thế gia đại tộc thầm can cố đế, tí như là Vương Thị Phụ Tá Từ Mã Duệ, Sừng Đế Làng Gia, còn Tạ Thị Thắng được Phì Thủy Chi Chiến lấy được Trần Quận, Hoàn Thị Thu Phục Lạc Dương Tiếu Quận, Giữ Thị có được Toánh Duyên. Tứ đại gia tộc này trong lịch sử Trung Hoa được xưng là Đông Tấn Tứ Đại Gia Tộc. Dựa theo quy luật phát triển của lịch sử, thì Đồng Tấn tất nhiên sẽ bị một trong những thế gia vọng tộc này thủ tiêu. Nhưng Đồng Tấn lại gặp được một bước ngoặt mới. Mặc dù hoàn thị phản loạn tự lập làm thiên tử, nhưng lúc này lại xuất hiện ra một kẻ cường nhân là Lưu Dụ, được hậu thế xưng là Nam Triều Đệ Nhất Đế. Lưu Dụ đầu tiên là bình định phản thị hoàn loạn, ủng hộ từ Mã Đức Văn lên làm tấn cung đế, trở thành một trung thần tuyệt đối ở vẻ bề ngoài. Nhưng ở sau lưng Lưu Dụ cùng các triều thần khác vẫn âm thầm hành động hắn không cam tâm làm tồi tớ mà là muốn làm quân vương. Lưu Dụ đã tạo ra được danh hào là đứng ra giúp khôi phục đồng tấn. Chính sách đối ngoại là thúc đẩy thảo phạt. Đầu tiên là bình định giặc cỏ đang cát cứ trong nội địa. Sau lại đối với bên ngoài tiêu diệt Nam Yến hậu tần, bằng vào chiến công không gì sánh được. Lưu Dụ đã nắm toàn bộ. Quân chính đại quyền của Đông Tấn lịch sử lại một lần nữa trở lại thời khắc như cuối thời Đông Hán. Tào Tháo hiệp thiên tử giữ lệnh trừ hầu. Chỉ có điều lúc này vị trí của Lưu Dụ cùng triều đại đã hoàn toàn khác với Tào Tháo năm xưa. Tất cả những chướng ngại đều bị hắn ta bình định. Thứ chờ đợi Lưu Dụ chỉ có thay thế Đông Tấn, thành lập triều đại mới. Công nguyên năm 420 Lưu Dụ thay mặt Tấn lập Tống và trở thành Tống Võ Đế. Lưu Dụ đã bằng vào vũ lực đoạt được thiên hạ nên đã vô cùng xem tưởng hậu nhân của Từ Ma Ý, vốn dựa vào âm hiểm xào trá để đoạt được thiên hạ. Thêm nữa cũng là bởi vì Lưu Dụ xuất thân từ võ tướng vốn có thói quen xem nhân mạng như cỏ rác lại thêm ý nghĩ muốn trợ giúp nhi tử lưu nghĩa diệt trừ tất cả các mối tai họa tiềm ẩn đủ loại nhân tố cộng lại đã hình thành trong tâm trí của lưu dụ bốn chữ đó chính là chém tận giết tuyệt đối với gia tộc từ mã ý đầu tiên là ra tay trừ khử từ mã đức văn trước đó lưu dụ cũng liền theo diệt tội danh lần lượt giết chết từ mã văn bảo từ mã tuyền kỳ từ mã trình những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Đông tấn chỉ cần là kẻ nào mang họ từ mã cơ bản cũng là bị lưu dụ dồn vào chỗ chết, không còn một ai. Tấn cao tổ từ mã ý nằm sửa vốn am, am hiểu ẩn nhẫn cùng với việc chạy trốn. Nếu như nhìn thấy hậu nhân của mình bị lưu dụ tàn sát như vậy, không hiểu ông ta sẽ có cảm nghĩ gì. Tuy nhiên Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, lưu dụ cũng vẹn vẹn chỉ duy trì được 59 năm, liền bị tiêu tẻ thay thế, cảnh tượng tàn sát thê thảm lại một lần nữa diễn ra ở cung đình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tam Quốc Diễn Nghĩa được phát trực tiếp từ kênh Giải trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những cái video về cái nội dung này thì các bạn hãy vào phần danh sách phát và chọn đến mục uh, phân tích Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ngoài ra thì các bạn có thể coi những chủ đề khác gọi là chủ đạo kênh mình như là phân tích uh, Tây Du Ký, Kiếm Hiệp Kim Dung, Tiên Hiệp cũng như là các thể loại uh, của phong thần diễn nghĩa. Và mình có một cái group nó tên là Thần Thoại Trung Hoa, đây là một group nó chuyên về những vấn đề cổ trang. Và đặc biệt thì trong cái group đó thì mình thường xuyên tổ chức những event dành cho chúng ta mà bàn luận về vấn đề ví dụ là bàn luận về Kim Dung này, hay bàn luận về Tây Du Ký và có những phần thưởng dành cho các bạn, có những cái bài viết rất là xuất sắc và hầu như là mình tổ chức thường xuyên liên tục những cái, 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 cái buổi như vậy để chúng ta có những cái, thứ nhất là chúng ta vừa luận bàn về những kiến thức chúng ta yêu thích mà lại còn có một chút món quà nhỏ nhỏ để khích lệ tinh thần nữa, nói chung là các bạn nếu mà có thời gian và có thời gian rảnh thì các bạn hãy vào cái group đó của mình link của group thì mình để trong phần mô tả của mỗi video cũng như là cái phần mà mình sẽ ghim trên phần bình luận của mỗi video như thế này. Có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những cái video hấp dẫn tiếp theo.